này. Nói chung là bác với lại bác sĩ làm mát tay. Nhân viên chị Loan này gia đình cũng đồng ý xong đến làm nhiều bé mà bên cơ sở đến chẳng nhẽ. Tất nhiên dễ dễ la lắm. À chị Tráng hả? Chị Tráng hả? Chị Tráng em lấy lấy sao ta? Lấy 150 thôi. 150 luôn chị. Ừ. Ok ok. Để xin tôi kiểm tra lại. Hai đứa nó thích phục mà nó tên nó đồ đầu đầu. Chứng tỏ nhà có điều kiện. 35 triệu ngay. Không có tiền. Điều kiện chứ. Từ từ đi. Nè, mấy đứa mà đi miền răng là đại gia ngầm đó. Mà nói nè. Có đi bây giờ không? Nói kêu là đi bây giờ này là đúng đại gia luôn. Đúng không? Là chỉ có đại gia với nói kiểu đứa thôi chứ còn. Ba mẹ nói. Thì ba mẹ có tiền đúng không? Thì nói về nó ba mẹ đi. Con đi làm đi, em suy nghĩ đã. Ta cho suy nghĩ hết rồi đi. Chị, cái con bé mà bán ở ngoài chợ cầu á, mẹ vui gì? Bữa nay mẹ em biết chân diện rồi đó, nhớ không? Ở Huyền. Huyền á. À mà ra hôm kia hôm qua làm cái mũi đi cho trời, sao nó không chịu vậy? Làm mắt xong đẹp chứ. Đẹp chứ. Mẹ làm xong rồi còn mắt đỡ lái lái. Tự nhiên. Mà nhìn Huyền. Huyền á. Chị có số không nè? Hắn chờ ngày khai trương để qua đó. Còn nó nắng quá nhắc về đúng không? Chị chẳng nhớ cái số của bà khách của chị. Kêu bà qua dặm lung cho rồi. Chết bữa em đi rồi. Làm mà tôi chẳng lưu ai. Mỗi lần tôi cần tôi không biết. Nhiều khách không thể nào nhớ được. Lưu cũng không nhớ. Chưa có bảo vệ không bé? Không chị. Là chờ chơi chạy xí thì chị coi cho. Coi cái nó là tiêu khuẩn cho bà xí đi chứ không. Chị sợ là cái mặt hắn kiểu viêm nước quá kìa. Do hả tiêu khuẩn nó hay trà lan á. Nó sẽ cái chỗ nó sẽ tái lên, nó đỏ. Sợ đó. Chị chấm chấm vô là nó ít bị. Không có bị. Một đứa một keo rồi mà.
Chị hồi nãy làm gì ta? Bình Phương à? Không, chị ký. Chị vô sâu phòng cái gì hả? Hình như là mắt á. Sâu đó. Té bị chì chẳng. Sâu đó. Cái số chưa được làm đó, chưa được làm đẹp. Bao nhiêu lắm à? Nhiều hơn gì em nhiều luôn. Được 2 clip. Đang luôn. Chú bà nuôi bao lâu rồi trà? Con thì là mụn. Chăm nhưng mà nặng đi chứ, mấy cái cục nó để chi chị trả. Chịu xuống mà bị... Năng này cái ngày mua mềm nó là bà sẽ đi thôi. Ngày mua mẹ xuống. Bà xuống để gọi mới làm á. Hiền cũng thích làm đẹp là được nè. Chị thích mấy đứa thích làm đẹp đó. Mưa rồi lâu rồi chứ. Vô gặp chị luôn. Không suy nghĩ luôn. Mỗi đúng 6 luôn. Cho nó xí thôi. Làm bình đi thường là... mà đi cắt máy với chị kìa. Hay lâu lát. Làm bình thường. Cắt không có dán cái chị lây nữa kìa. Bình thường màu da nó cũng thử. Chạy như